tuyệt kỹ của môn phái Nhất Nam trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì con mới được sử dụng những đòn thế này. Con nhớ rõ không? Dạ. Này cả phong bì kìa. Thôi cậu cầm về đi, tôi không nhận đâu. Con anh. Tôi chia sẻ với con anh thẳng thắn luôn. Một mình con anh có giúp được đâu. Mà lại còn quan hệ người này người nọ, chỗ này chỗ kia nữa. Đúng rồi. Yeah. Mà các cụ có câu rồi, không tiền thì không phiền được ai đâu. Các cô gái xinh đẹp, anh giới thiệu. Đây là những người bạn đồng rừng của anh mới về chơi. Còn đây là các cô em của anh, nữ sinh Polish. Toàn người đẹp không? Hình xăm trên đầu mày có ý nghĩa gì? Con lợn này, bỏ nó ra! Mày làm việc cho ai? Điều gì quan trọng mày? Mày biết bố mày là ai không?